việc lừa đảo, cướp giật điện thoại khi đang lưu thông ngoài đường luôn là nỗi lo sợ của người dân từ nhiều năm nay. Và mặc dù cơ quan chính quyền đã vào cuộc, nhưng tình trạng này vẫn đang diễn ra. Hôm đó tôi đi đến cơ quan làm việc bình thường. Trên đường đi đến cơ quan của tôi á, thì đường nó không vắng lắm, thỉnh thoảng có người qua lại. Thì đang đi thì bỗng điện thoại tôi nó reo. Tôi mới tấp sát vào lề đường để nghe điện thoại. Thì đứa em ở công ty á, nó nói là nó gửi mail cho tôi nhờ kiểm tra báo cáo. Rồi, đợi chút. Thì cái thằng hồi tối biểu gửi email đi không chịu gửi. Giờ hối. Chán ghê. Vừa nói chuyện xong với người đàn em đồng nghiệp, người đàn ông liền cúp máy. Ông mở 3G và lướt email để coi. Đường phố vẫn thi thoảng có người đi lại. Nhưng nếu quý vị để ý, sẽ thấy có một gã thanh niên tấp xe máy gần đó và đang quan sát người đàn ông này. Nhưng dường như ông ta không để ý đến. Bản tính cẩn thận nên lâu lâu người đàn ông lại dừng lại ngó nghiêng như đề phòng. Nhưng vì email công việc lại khiến ông tập trung nên không biết rằng mình đang lọt vào tầm ngắm của một gã thanh niên đang ở cách đó không xa. Đang mở điện thoại thì có một cái xe nó tấp sát vào. Thì tôi ngước lên nhìn thì thấy một người phụ nữ đeo khẩu trang bịt kính mặt, giống như là hỏi đường á. Chú ơi, cho con hỏi đường Lê Hồng Phong đi, ngõ nào chú? Đi thẳng lên ba cái ngã tư. Là bây giờ con cứ đi thẳng lên ba cái ngã tư. Dạ. Là tới đường nó bắt ngang á, Lê Hồng Phong nha. Dạ, cảm ơn chú. Chỉ đường xong á thì tôi tiếp tục kiểm tra email. Nói thiệt á là khi sử dụng điện thoại trên đường á, tôi cũng rất là chú ý. Vì biết lâu nay á vẫn thường xảy ra tình trạng cướp giật, nên tôi đã cố tình lựa một chỗ đậu xe thật an toàn sát lề đường rồi. Thỉnh thoảng tôi cũng nhìn xung quanh quan sát đề phòng, nhưng thực sự có những tình huống mà mình không thể ngờ được. Chú ơi chú, thì con hỏi thăm đường Trần Hưng Đạo nằm đâu chú? Trần Hưng Đạo? Dạ đúng rồi. Ngã tư thứ nhất quẹo trái, tới ngã tư nữa quẹo phải là Trần Hưng Đạo. Dạ, tại con dưới huyện mới lên á, bạn con nó nhắn tin mà nó kêu đi đường này nè, không biết là phải không, con không biết nữa, chú coi giùm con. Chỗ nó chú. Hey! Dương! Một vụ lừa đảo khá trắng trợn. Cô ơi, cho ly cà phê đá. Con ly cà phê sữa đá nha cô. Rồi, có liền. Đây, cà phê là cái sổ. Dạ, cảm ơn cô. Hôm đó đó, tôi đang lùi hùi trong quán. Thì có hai thanh niên nó đến, nó uống cà phê. Đó, thì ngồi uống hồi, cái nó bắt chuyện, nó nói chuyện với tôi. Thì trưa nắng nóng mà quán vắng nữa, cho nên tôi cũng vui vẻ, tôi ngồi tôi nói chuyện với tụi nó. Ủa mà mấy đứa đi đâu trưa nắng như vậy? Dạ thì tụi con với là nhân viên của một siêu thị lớn trong tỉnh mình nè. Thì tụi con mới đi giao hàng cho khách ở gần đây á, trưa nắng nóng quá, hai đứa ghé uống cà phê. Dạ. Ừ, cực quá ha con ha. Dạ. À cô, nhà mình có xài bếp ga không cô? Thì nói chuyện một hồi cái nó mới giới thiệu, nó là nhân viên tiếp thị hàng bếp ga cho công ty. Nó nói với tôi á là nếu như á mà mua bếp ga ở cái thời điểm này á thì á tôi được mua phần nửa giá gốc thôi mà còn được tặng thêm cái nồi cơm điện nữa. Mà tụi nó nói chuyện hay lắm, nó ngon ngọt mà nó thân thiện dữ lắm rồi đó. Thì tôi nghe vậy tôi cũng ưng lắm. Cô yên tâm đi, con cho cô coi hàng. Con nói thiệt với cô nha,
ở trong siêu thị nó bán nhân viên bảo vệ camera lắp đặt trùng trùng, làm sao tụi con ăn cắp được, đâu có phải ăn cắp gì dễ đâu cô. Cái hàng này là hàng này là hàng chính hãng mà là hàng trưng bày á, thì tụi con đi giao cho khách còn dư á, nên thành ra con muốn gặp cô bán giá rẻ cô, có xài rất tốt cô. Giá rẻ là sao mà giá chính thức của nó là sao? Thì cái giá này trong nếu mà trong siêu thị mà cô mua á là nó khoảng 6-7 triệu á. Dạ, nhưng mà cái bếp này á thì nếu mà cô mua tụi con bán cô lại 3 triệu thôi, tặng thêm cái nồi cơm điện trị giá 500 ngàn nữa. Bán 3 triệu? Dạ. Tặng thêm cái nồi cơm điện nữa? Dạ đúng rồi con. Trời ơi, mà sao may mắn dữ vậy ta? Có duyên mới gặp cô là sẵn tụi con bán cô luôn. Nói thiệt với tụi con thì cái nhà, cái bếp ga cô nó cũng muốn hư rồi. Cô cũng có ý định mua. Vậy là may quá rồi. Dạ thì cái bếp ga này á, cô yên tâm là nó có phiếu bảo hành, có catalog, có đầy đủ hết tất cả và bảo hành chính hãng cho cô luôn. Có bất kỳ vấn đề gì cô cứ ra siêu thị, cô đưa phiếu bảo hành là người ta bảo trì cho cô. Vì cái bếp ga nhà tôi á, thì nó cũng cũ rồi, dùng nó hay bị trục trặc lắm, nó hư hỏng hoài à, cho nên tôi cũng muốn mua một cái mới mà chưa có tiền. Nên mà khi nghe tụi nó nói vậy tôi cũng ưng. Nhưng mà tụi con ơi, cô không có rạch cái vụ bếp ga này. Con cô nó rạch hay là vậy nè, ngày mai tụi con vòng trở lại đi ha. Rồi có con cô á, rồi nó, cô nói nó mua mà. Dạ không được đâu cô. Tại vì cái tụi này tụi con bán, nếu mà cô không mua thì tụi con đem tụi con bán người khác. Chứ giờ tụi con đâu có thời gian, tụi con chở tới chở lui hả, lỡ công ty nó thấy phát hiện tụi con bị đuổi việc, tội cho tụi con cô. Tụi con thấy vậy á, chứ giờ cô cũng tuổi già rồi, ở nhà buôn bán vậy nè, đâu có nhiêu tiền con. Trời, nhà cửa con thấy cũng lớn, cũng khang trang vậy á, nhưng mà cô than quá. Thiệt cô, con thấy bán nước cũng khách ra vô nộp mà cô la cô không có tiền. Đâu có đâu, bán để cho nó vui rồi có một chuyện để làm thôi con ơi. Mà tụi nó đòi 3 triệu trong khi tôi có 2 triệu à. Tôi mới nói tụi nó là thôi ngày mai quay lại đi, rồi để tối nay con trai tôi về tôi kêu nó đưa tiền để mà mua. Tại vì tụi con đem cái này về thì cũng mất công phải nhập kho lại cho công ty, rồi tốn quy trình thủ tục tùm lum hết. Đúng rồi đó cô, rắc rối lắm mà. Dạ thì con tính vậy, tại vì con là cũng là nhân viên đi làm lâu năm rồi, và ở nhà con cũng xài cái loại bếp ga này nè, con thấy tốt lắm nên thành ra là con muốn giới thiệu nó cho cô mà giá rẻ để cô xài á, cho nó được tốt. Thành ra là hay là vậy đi cô, cô nói cô có nhiều. Bây giờ trong túi cô có 2 triệu à, không đủ đâu. Bây giờ vậy đi, con cầm 2 triệu của cô, rồi con giao luôn bếp ga, rồi giao luôn hàng khuyến mãi cho cô luôn, cô thoải mái sử dụng. Còn 1 triệu kia thì ngày mai đi, ngày mai con sẽ quay lại đây. Rồi thí dụ như cô xài mà cô thắc mắc về vấn đề gì hay là lỗi gì đó, con đổi luôn cho cô, rồi con lấy 1 triệu còn lại. Con thấy sao? Được không cô? Tụi con tính như vậy là cũng là hợp tình hợp lý lắm rồi đó. Coi như là tại vì con thấy cô cũng dễ thương, thấy cô cũng dễ chịu nên thành ra tụi con cũng muốn bán cho cô để cô xài cho được tốt á. Dạ, chứ bây giờ cái này mà con đem đi, con đem chừng một tí nữa thôi là người ta bu như người ta mua đó cô. Rồi giờ là cô chỉ đưa tụi con 2 triệu thôi. Dạ. Rồi ngày mai tụi con trở lại tụi con lấy thêm 1 triệu nữa. Dạ, dạ đúng rồi. Cái mà xài giờ á, tụi con cho cô coi thử cái nồi cơm điện coi nha. Không, dạ không được cô. Tại vì cái này là hàng khuyến mãi, nó còn nguyên tem á cô. Thì tụi con chỉ cho cô kiểm tra cái bếp ga thôi. Tại vì hàng khuyến mãi này á là phải để nguyên tem. Thí dụ ngày mai cô xài bếp ga không được, cô trả lại tụi con. Rồi cái hàng khuyến mãi có bóc tem rồi, sao con tặng bán người khác được. Dạ, phải đem đi công ty phải bảo hành được. Cô chỉ coi thôi à, chứ cô có xài ship gì đâu. Thì không có xài nhưng mà cô mất tem của tụi con, coi như là sản phẩm bung keo rồi thì thua, tụi con không có tặng cho người khác được á cô. Dạ cô thông cảm chuyện đó cô. Thôi không cho coi thôi. Thì bây giờ cô chỉ được coi cái bếp ga, kiểm tra bếp ga, quan trọng là cái bếp ga mình kiểm tra chất lượng bếp ga nó có tốt hay không nha cô. Vậy giờ tụi con cho cô coi cái bếp ga đi. Dạ đúng rồi, cái này là hàng tốt nè cô. Thì ha. Dạ đúng rồi, thì cô cứ yên tâm. Trước sau gì á, ngày mai tụi con cũng quay lại đây lấy 1 triệu đồng. Thành ra có vấn đề gì cô có thể đưa tụi con lại đổi cái khác cũng được. Cô yên tâm chưa? Thì cô cho cô kiểm tra hàng. Không lỗi cho con. Đó, cô thấy không? À. Đó. Cái dĩ này là bằng sắt, bằng thép không rỉ nè. Mặt kiến thì là kiến cường lực, đúng không cô? Đó. Cô coi nè, bảo hành chính hãng 1 năm đàng hoàng.
Đó, còn đâu có nói xạo cô đâu, thấy không? Nè, cô cầm cô coi đi. Thì có bất kỳ thông tin gì á, cô cũng có thể điện thoại lên cái chính hãng của nó. Đó. Vậy bây giờ là cô đưa cho tụi con 2 triệu. Dạ đúng rồi. Rồi tụi con đưa hết cái này cho cô luôn, luôn cái hạt thương mãi luôn. Dạ đúng rồi. Rồi ngày mai á là tụi con dòng trở lại ha. Dạ dạ. Cô còn 1 triệu là cô sẽ đưa hết cho tụi con. Dạ dạ. Thì đúng rồi, bây giờ coi như là cô cứ đem vô trong đó rồi cô kiểm tra thử hết. Ok thì cô xài, ngày mai con qua lại đấy, tụi con lấy 1 triệu. Còn ví dụ ngày mai mà tụi con quay lại á mà cô thấy không vừa ý á thì cô cứ trả lại tụi con nha. Rồi chờ cô vô cô lấy tiền lại ha. Dạ dạ. Nè, bây giờ cô đưa cho tụi con 2 triệu dạ. Ha. Rồi cái gì ngày mai tụi con quay lại nha. Dạ dạ. Mà nhớ nha, hàng phải tốt nha, không tốt ngày mai là cũng đổi rồi đó. Dạ, rồi bây giờ con cầm của cô 2 triệu nè. Rồi ngày mai tụi con sẽ quay lại tụi con lấy 1 triệu. Thì cô cứ xài đi, có vấn đề gì cô cứ báo tụi con. Dạ. À, bây giờ cô cho con tính tiền cọc bao nhiêu tiền đi con. Thì con uống đi, 30.000 đó con. Dạ, để con uống miếng. Con uống cà phê đi con. Dạ, con làm hết. Dạ, 30.000. Dạ, con gửi cô 30.000 tiền cà phê nha cô. Dạ, cảm ơn con. Dạ rồi, con cảm ơn cô. Rồi có gì ngày mai mình gặp lại. Dạ. Rồi. Con xin phép cô như vậy. Rồi, mai trở lại nha. Dạ, dạ. Con gửi cái tiền còn lại cho tụi con luôn ha. Dạ, con xin phép cô. Rồi, rồi, cảm ơn con. Con đi luôn cô ơi. Mai má. Má, con mới về. Ủa, con mới làm về hả? Dạ. Thôi đi rửa mặt rửa tay rồi thay đồ lên đi rồi má dọn cơm cho con ăn. Ủa, bếp ga có ai vậy má? À, hồi nãy á có hai cái cậu á lợi bán cho má mà nói là cái hàng trưng bày gì đó. Trời ơi, được giá rẻ nha con. 6 triệu mấy á. Mà bán cho má có 3 triệu mà má trả có 2 triệu thôi, ngày mai trả lợi nữa. Ờ, còn khuyến mãi nữa nè, nồi cơm điện đó. Trời đất ơi, cái này đồ giả chắc luôn rồi má. Nghĩ sao má mua vậy? Nhưng mà hả, khi con trai tôi về á thì mà nó mới nói á, đây là cái hàng nhái, nhìn nó y chang như hàng thiệt á, mà xài là mau hư lắm á, cho nên tôi mới tá quả ra. Trời ơi, mấy cái bếp ga này hôm bữa vợ chồng con đi coi đi nè, ngoài ngoài nó bán mắc nhất là 500.000 à, ở đâu ra mà bán tới 3 triệu mấy. Trời ơi, tại vì ở ngoài chợ nhiều khi nó nhái hàng giống đó con ơi. Còn nồi cơm điện thì sao, nó tặng đó hả? Ừ, tặng đó, đâu có mở ra coi, nó tốt lắm á con. Hả? Trời đất ơi, cái gì vậy má? Thôi nè, gạch đá đồ giấy được không mà có tặng bếp ga gì đâu. Nhất là khi mà con trai tụi mình nó mở cái nồi cơm điện ra, trời ơi, trong đó toàn là gạch với giấy báo không à. Tôi biết là chắc là mình gặp cái bọn lưu manh nó lường gạt rồi. Tôi mới nhớ lại là hèn chi mà lúc đó tụi nó không cho tôi mở cái hộp ra coi. Đó, mà nếu mà mở ra tụi nó bị bể mánh nữa còn gì. Thiệt tình luôn á, bây giờ vậy nè. Rồi cái bếp ga này làm sao? Lỡ đồ dởm, đồ nhái này nè, xài không được nè. Xài lỡ nó nguy hiểm rồi nó nổ, nó biết tính làm sao hả má? Rồi vậy cái này mình không có xài được luôn hả? Xài được nhưng mà không biết là nó có tốt hay không, lỡ nó xảy ra hỏa hoạn hay là cái gì đó là sao? Trời ơi, thiệt á, mai mốt má đừng có nghe lời cái tụi này nữa. Tại vì má cũng ham rẻ, rồi có hàng tặng khuyến mãi nữa. Hồi nãy má đưa cho nó bao nhiêu tiền? Má đưa cho nó 2 triệu. Dạ. Nó nói là ngày mai nó trở lại nó lấy 1 triệu nữa, rồi có hư có gì á là nó đổi lên hết cho má mà. Rồi má bị nó gạt nữa rồi. Má nghĩ là ngày mai nó lại nó lấy tiền nữa hả? Má nghĩ coi nó có dám gì không?
nó đưa nguyên cái nồi cơm điện mà bây giờ mở ra toàn là gạch với giấy trong đây không à. Làm sao nó dám lại nó được? Nó tạo sự tin tưởng cho má, má hiểu không? Mai mốt má phải cảnh giác cái chuyện này mới được. Không có vợ chồng tụi con ở nhà thì má đừng có mua cái gì, bất cứ cái gì của người lạ hết đó. Thì qua cái sự việc này tôi mong rằng bà con mình ở nhà một mình đó thì đừng có mua bán gì với bất cứ một ai hết trơn đó. Thời buổi này nó lường gạt dữ lắm, đi đến đâu cũng sợ hết trơn á. Ra phía đường, đếm lại tiền rồi bỏ vào túi xách đeo trên người. Hành động của chị đã lọt vào tầm ngắm của một người đàn ông ngồi trên xe máy ở phía xa. Chị ơi, chị. Dạ, dạ đi không? Con trai tôi bị viêm phế quản phải lên thành phố để khám chữa bệnh. Lấy thuốc xong, hai mẹ con tôi tính ra bắt xe ôm. Thì có một người đàn ông chạy tới hỏi có đi xe ôm hay không. Hai mẹ con đi xe ôm không? Ừ, tôi hỏi là từ đây ra bến xe nhiêu tiền? À, bến xe về dưới hả? Dạ. Thôi, chị dưới quê tôi lấy 70 thôi được không? 70 mắc lắm anh ơi, từ đây ra bến xe gần xịt à. 50 đi. Anh đừng thấy tôi ở dưới quê mới lên mà chặt chém nha. Không biết giá hết á. Giá bây giờ ở đâu cũng vậy đó. Nha 70 nha, tiện vậy xăng giờ cũng mắc rồi. Thôi anh không đi, tôi kêu xe khác. Tôi đi có 50 à, đi hoài à. 60 nha, 60 được. 60 cũng mắc nữa, 50 là được, đúng giá. Thôi thôi thôi, được rồi, 50, chờ tôi nha, để tôi lấy xe qua. Hai mẹ con chờ đó. Rồi lên xe về rồi, lên xe con. Bà con đứng đây đợi mẹ nha, mẹ bỏ đồ lên trước đã. Rồi, em gửi liền trước nha. Thì này để sao đi, nhỏ ngồi trước hả? Thôi được rồi, cho nhỏ ngồi sau đi. Rồi tôi lên hả? Dạ rồi. Lên gặp. Rồi, ai mày cô? Chị Hưng nói đúng lắm rồi. Sau khi tôi trả giá xong xuôi, chất túi sách lên nhưng tôi vẫn cảnh giác. Người lạ mà nên tôi ôm khư khư cái giỏ sách đựng bắp tiền và giữ ở phía sau. À, đi đâu rồi? Rồi. Rồi chưa? Bị gì mà dừng lại vậy anh? Chị ơi, ở phía trước ngã tư đèn xanh đèn đỏ đó hay có chốt công an lắm đó. Họ gặp mình đi về họ qua họ phạt cho. Ủa tại sao phạt? Mình đâu có phạm lỗi gì đâu phạt. Tự mình chở hàng cồng kềnh chứ chở ba người nè. Công an có phạt á. Chở ba nhưng mà con của tôi nó còn nhỏ sao tính bằng người lớn được mà phạt. Trời ơi, không cần biết người lớn con nít gì hết. Là thấy chở người là mấy người là tính mấy người à. Chị thông cảm đi, hai mẹ con qua ngã tư đó rồi tôi lên tôi đón về liền. Trời ơi, đi xe của anh rắc rối à. Trưa nắng mà bắt mẹ con tôi xuống đi bộ hả? Thôi thôi, đi giúp tụi tôi đi nha. Chị với cháu đi qua lẹ đi. Để trễ giờ nắng rồi, trễ xe chị về dưới đó. Đi đi con, xuống mẹ mồng xuống đi. Đi xuống con. Mẹ bồng con đi. Thôi trời ơi, thôi chị đưa cái giỏ ra đây đi, tôi chở luôn cho. Chứ chị bồng nó rồi đi qua ngã tư rồi nguy hiểm lắm. Tôi đây. Thôi anh được rồi, anh đi trước đi, tôi xách được mà. Tôi nói chị nghe đi, ở đây chị sống không bằng tôi đâu, tôi biết. Bây giờ chị đưa cái giỏ tôi chở cho, chứ chị đi con nít nó nguy hiểm. Chị để lâu hơn lo mà cái giỏ con nít thằng ký nó bắt cóc. Chị không thấy báo chí rồi đăng cái những đề sao? Đưa đây tôi giữ cho, tôi chở qua chút xíu à. Là nói hai mẹ con ghê, qua. Ở đây có bắt cóc con nít nữa hả? Đúng rồi, bây giờ nè, tôi chở qua rồi, hai mẹ con đi qua là đi liền có cái gì đâu. Tôi nói nhanh nhanh đi để trễ giờ nắng quá rồi. Vậy? Xe chị trễ tôi lo cho chị. Vậy thôi, anh giữ giùm tôi cẩn thận nha. Rồi rồi. Cẩn thận giùm tôi nha. Rồi, yên tâm. Rồi đi mẹ bế con. Nó qua bệnh đợi tôi nha. Rồi. Chị
trưa đi đến đoạn ngã tư. Thắng kêu mẹ con tôi xuống đi bộ vì lo sợ công an giao thông bắt phạt chở ba người. Mà tôi do dữ lắm, hắn nói tôi để hai túi xách trên xe hắn luôn. Tôi thấy ngập ngừng, hắn hù dọa tôi xách túi theo không có tay dẫn con. Con tôi bị bắt cóc, tâm lý người mẹ mà. Tôi đành để hắn chở tài sản của tôi qua, lỡ có chuyện gì mất tài sản còn hơn là mất con mình. Hai mẹ con đi qua bển đi, tôi đón liền nha. Về phía tên lừa đảo, sau khi nhìn thấy chị nạn nhân dẫn con đi bộ qua đường, hắn vòng xe lại, chở luôn hai túi xách đựng tiền và đồ đạc của chị chạy vào phía trong hẻm và chuồn mất. Mày đâu mất tiền rồi, sao nó mất tiền rồi. Nào ngờ, đứng chờ lâu lắc ở phía bên kia đường, hắn không quay lại nữa. Ôm túi xách tôi bỏ trốn luôn rồi. Tôi ôm con khóc. Tôi nhớ lại, chắc là cái lúc mà tôi quay ra phía đường để đếm tiền, tôi làm ngẫu nhiên thôi. Tôi đếm và sắp tiền lại nhanh lắm, nhưng đâu ngờ tôi lại là con mồi của gã xe ôm. Mẹ con chị đi bộ một đoạn đường khá xa, chút đèn giao thông đã chuyển đổi 5 lần nhưng vẫn chưa thấy gã xe ôm quay lại. Chị cũng chẳng thấy công an giao thông nào đứng chốt ở đây cả. Mẹ con chị ôm nhau khóc, chị mất hết giấy tờ tùy thân và tiền bạc đựng trong hai cái túi xách. Sữa hả con? Dạ. Dạ. Ủa mua sữa chi với con? Dạ, bà ngoại Hiền Tú bị bệnh. Ủa, vậy hả? Rừng Tú nó nhà có mình rồi hả? Dạ, con để nó nhà mình. Cô, cho con mượn cái ống quẹt. Dạ con. Cảm ơn cô. Ủa cô, chú sao đâu mà sao con không thấy? À, từ cái hôm mà cưa cái tay chú rồi tới giờ nó nhức lại, bữa nay nó nhức lại thành tính chở đi bệnh viện rồi con. À vậy hả? Cô ơi, cho anh tính tiền. 20 con. Của con nhiêu cô? À, của con 30. Dạ. Cô. Tú ơi, con chơi một chút nữa vô rửa tay rửa chân học bài nha con. Dạ. Tú, con dạ. Con chơi banh vô lấy cho mẹ cái đồ rác đi con. Dạ. Ừ, để đó đi, con vô lấy đồ rác cho mẹ đi con, nhanh lên. Vô tìm mẹ hộp rác. Giỏi quá. Con ra đóng cửa, rồi ôm chế banh vô, rửa tay rửa chân. Học bài. Dạ. Ừ. Rồi, ôm chế banh. Rồi, hai mẹ con mình vô nha. Thank you.
Thu, hôm nay á con đừng có qua nhà ngoại, ngoại bệnh rồi, ở nhà chơi thôi nha. Dạ. À mẹ dặn nè, không được mở cửa cho người lạ vô nhà, biết chưa? Dạ. Thôi mẹ đi làm nha. Ở nhà coi cửa nè, cẩn thận nha con. Dạ. Bình thường thì tôi gửi con bên nhà ngoại khi đi làm, nhưng vì hôm đó má tôi bị bệnh nên tôi mới để con ở nhà một mình. Với lại thì ở quê thì chắc an toàn, con trai cũng đã 10 tuổi rồi nên cũng không có lo lắng gì. Và khi đi thì tôi cũng dặn dò con tôi kỹ lắm là cũng không được mở cửa cho người lạ. Con. Dạ chú kêu con hả? Ừ, chú kêu con đó. Ra chú nhà hỏi chút. Dạ chú hỏi gì ạ? Ừ, con mở cửa ra chú hỏi chút được không? Dạ không, mẹ dặn không được mở cửa. À, con có biết nhà ông Sáu không? Dạ, nhà ông Sáu là vậy chú? À, ông Sáu mà bị cụt một cánh tay, có đứa con đi làm sao đó. Dạ con biết, ở phía kia, dù chú đi hẳn hết con hẻm này, rồi quẹo trái, thẳng lên, có một con hẻm nữa, chú quẹo phải vô. Họ chạy thẳng, rồi bẻ trái là tới. À, con có thể nào mở cửa giúp chú chị được tới được không? Dạ, mẹ con la, mẹ con dặn không được mở cửa cho người lạ. Không sao đâu, à, chú biết ông Sáu, con cũng biết ông Sáu mà. Nên đừng có lo, tại chú cũng đang gấp lắm, con giúp giùm chú nha. Giúp giùm chú đi. Dạ. Cảm ơn con. Vậy con mở cửa một lúc, rồi chỉ chú một đoạn là chú tự đi nha. Ừ, con chỉ chú một đoạn thôi. Liệu người kia đã không biết đường và cần người chỉ dẫn đường là sự thật, hay chúng có âm mưu gì khác đây? Mời quý vị cùng theo dõi tiếp tình huống tái hiện lại. Chú đừng giúp chú nha. Dạ, ở đây là chú quẹo trái, quẹo phải, rồi lên thích có một con hẻm mà chú quẹo phải. Rồi quẹo trái nó là tới. Ở đây nè. Nói lại đi. Rồi để tao. Xong rồi. Làm đi. Đứng đây nè, tè cái tao. Ôi, nó, đây mày.
Tôi đang làm đậu thì nghe có một tiếng phanh phanh la lên: cứu con với, cứu con với. Đủ khoảng nên thì thấy có hai tên thanh niên đang rượt đuổi một cậu nhóc. Nhìn thôi tôi cũng biết là bọn bắt muốn bắt cóc con nít rồi. Tôi tức tốc xách hai cây cuốc chạy theo. Thì thấy vậy thì hai tên đó mới leo lên xe chạy đi mất. Tôi chạy ra tôi ôm cậu nhóc vào và để cho nó đỡ sợ. Rồi tôi hỏi số điện thoại của ba má nó để đón nó về nhà. Và bọn xấu giờ lộng hành quá. Khi đi làm về không thấy con đâu á, trời tôi tưởng cháu qua nhà hàng xóm chơi, nhưng tìm đâu cũng không có thấy hết. Trời cả nhà tôi nháo nhào đi tìm luôn. Nhưng mà chừng đến chiều á thì có một người đàn ông gọi điện thoại cho tôi, nói con trai tôi bị bắt cóc và chạy thoát. Trời, và hiện họ đang chăm sóc cho cháu. Trời ơi, thật may ghê luôn á, vì con trai tôi được gặp những người dân tốt bụng. Vợ chồng tôi liền theo địa chỉ người kia chạy tìm con. Trời ơi, gặp con mà tôi mừng hết nói luôn. Còn cháu thì gặp tôi cứ ôm lấy rồi bảo sợ bị giết này nọ. Trời ơi, tôi được người dân kể lại mọi chuyện. Trời, mà tôi nghĩ á, hai kẻ xấu đó đem... Dạ cô ơi. Gì đó cậu? À, dạ cô phải là chủ nhà này không cô? Tôi là chủ nhà. Có dạ. Gì không? Dạ con chào cô. Con bên công ty cung cấp về sản xuất bóng đèn. Dạ hôm nay con đến đây muốn là xin lắp đặt cái biển quảng cáo ở tại nhà cô. Là làm sao con? Dạ có nghĩa là mấy ngày nay con đi khảo sát ở vòng vòng khu vực này nè. Con thấy được là cái nhà cô có cái sân rất là rộng. Bên cạnh đó là cái mặt tiền đường thì có nhiều người qua lại, nên con muốn xin được lắp đặt cái biển quảng cáo đây á cô. Cậu nói vậy tôi cũng không có hiểu vậy trơn á, mà có ảnh hưởng gì tới điện đùng nhà tôi không? Dạ không có sao cô, không có gì hết á. Nếu mà tụi con xài cái phần điện của cô á thì tụi con sẽ chi trả riêng phần điện đó. Bên cạnh đó thì con trả cho cô một tháng á là 1,5 triệu tiền phí lắp đặt thuê quảng cáo ở đây. Nhưng mà công ty con á không có trả hàng tháng mà trả một lần 6 tháng cho cô luôn. Cậu nói vậy làm sao tôi tin được? Tại con có đi xuống đây và đem hợp đồng hẳn hồi. Nếu mà cô muốn xác minh á, thì con sẽ đưa hợp đồng cho cô xem. Dạ. Hợp đồng này cô. Dạ, cô xem đi. Bên đây có rất là nhiều quyền lợi của cô. Cô bây giờ... Có hợp cô đồng đàng hoàng đó. Dạ, cô vô nhà xem đây rõ cô. Để con vô nói chuyện cô cho tiện ha. Dạ. Cô xem đi cô. Dạ, ở đây có rất là nhiều cái quyền lợi dành cho cô nè cô. Đó, tụi con đã ghi rất là rõ ràng chi tiết rồi. Bữa đó, có một người thanh niên tới nhà tôi, ăn mặc lịch sự đàng hoàng lắm. Nó nói nó là nhân viên tiếp thị của một công ty chuyên sản xuất về bóng đèn gì đó trên thành phố. Nó muốn thuê mặt bằng trước sân nhà tôi để lắp đặt cái biển quảng cáo. Nó nói cái biển cũng không có lớn, không tốn diện tích, cũng không ảnh hưởng gì đến sinh hoạt của gia đình tôi. Tôi xem qua hợp đồng, thấy quyền lợi của bên cho thuê nhiều lắm, đọc cũng thấy ham. Tự dưng đâu đâu có khoản tiền cũng khá lớn, lại không ảnh hưởng gì tới điện, tiền điện hết. Vì nó nói bên công ty sẽ trả một khoản riêng, nên tôi đồng ý ngay thôi. Dạ, cảm ơn cô. Bên cạnh đó thì công ty con sắp tới có chương trình tri ân khách hàng, nên con muốn gửi cô cái thư mời này. Lúc đó thì sẽ có xe riêng xuống đón cho cô yên tâm. Lúc đó thì công ty con cũng gửi cho cô luôn cái phí mà 6 tháng tiền thuê á cô. Vậy hả? Dạ, trả trước cho cô luôn. Vậy là đây có mình nhà cô là được chọn hả? Dạ, chỉ duy nhất mình nhà cô đó cô. Tại nhà cô thích hợp mà những cái diện tích sân rộng quá. Dạ. Rồi, cảm ơn cô. Cô ơi, với sẵn tiện thì con muốn giới thiệu cô cái sản phẩm bóng đèn mới bên công ty của con. Sản phẩm bóng đèn này rất là tiện lợi và thông minh đó cô. Ừ. Mình không cần dùng điện mà vẫn phát sáng được. Sao không dùng điện sáng? Con không có nói gạt cô đâu. Cô xem nha. Bóng đèn này cô chỉ cần áp cái tay vào thôi là tự động nó sáng. Thấy không? Hay không con? Hả? Dạ. Đó, rất là tiện. Sau này mà tối ban đêm mà lỡ cô cũng muốn đi vệ sinh á, cô không cần bật công tắc điện ở nhà làm gì. Cô chỉ cần cầm vậy thôi, áp bóng tay vô. Cô thấy hay không? Phát sáng này cô. Hay thiệt ha. Dạ. Nó còn hay hơn nữa. Nếu mà ban đêm mà cúp điện á, cô có thể lấy bóng đèn này bỏ vô ly nước, tự động nó phát sáng. Phải không? Phải. Bây giờ cô không tin phải không? Cô lấy ly nước ở đây. Vậy để lấy dạ. Nước ra làm thử nha. Con thí nghiệm cho cô thấy. Đây, đây con làm thử dạ. Coi ly nước này. Dạ. Cô nhìn kỹ nha cô. Con ảo thuật nha.
À, cô thấy không? Cô đâu nó gạt cô đâu. Nhà mình lấy con gái dùng thử đi cô. Giá nó bao nhiêu lận? Giá cả thì rất là hợp lý. Giá là 790 ngàn. Gì dữ à? Bóng đèn gì tới mấy trăm dữ à? Cô để ý đi, cái bóng đèn nãy giờ con làm thí nghiệm cô thấy á, rất là thông minh và tiện lợi, và đặc biệt là rất tiết kiệm điện. Rồi nó giới thiệu tôi cái bóng đèn cảm ứng. Tôi thấy cũng hay. Lớn tuổi rồi, xài cái bóng đèn này cũng lợi lắm đó chứ. Mà giá cao quá trời, tới 790 ngàn, chứ có ít đâu. Nhưng tôi thấy tiện lợi vô cùng, lại cũng chuẩn bị có cái tiền thuê mặt bằng nên mua xài thử. Dạ, chờ con gửi cô tiền thôi. Lớn tuổi rồi xài gì nó cũng tiện lợi. Dạ, tiện lợi lắm cô. Sau này mà cô xài thích á, thì cô có thể giới thiệu cho con luôn. Dạ thì sẵn đây thì con cũng nói tóm chốt lại luôn là cô cũng vừa xong ký xong cái hợp đồng lắp đặt biển quảng cáo bên con, thì con sẽ đem về trình với công ty. Rồi bên cạnh đó là 2 ngày nữa cô chuẩn bị tinh thần là bên công ty con sẽ đưa xe xuống đón cô lên tham dự chương trình hội nghị khách hàng. Dạ. Vậy là có xe đưa rước đàng hoàng. Dạ, dạ cô yên tâm. Dạ thưa cô, con về trước nha cô. Dạ về đi. Cảm ơn cô. Dạ, con chào cô, con về. Xong xuôi hết rồi. Nó đi về thì tôi gặp anh Tư hàng xóm cũng đang đi về. Tôi liền khoe với ảnh cái bóng đèn. Thì tôi nhận được cái tin sét đánh. Anh đi đâu về mà cái mặt hầm hầm vậy anh Tư? Tôi mới đi họp về mà thiệt bực mình ghê luôn á. Già mà còn bị gạt nữa. Tụi này xảo trá quá. Gạt với vụ gì? Thì có một thằng nhỏ nó tới nhà tôi, nó muốn mướn cái sân nhà để gắn bảng quảng cáo. Thì tôi thấy tự nhiên có tiền tôi cũng thích, rồi nó mời tôi mua bóng đèn. Chết. Phải bóng đèn này không? Này nè. Ủa mà sao chị có vậy? Trời ơi. Đừng có nói là thì vậy là tôi cũng bị gạt với anh nữa rồi. Thì tôi mới đi họp ở trên tổ dân phố về nè. Các ông tổ trưởng ông nói á, cái bóng đèn này á có 70-80 ngàn à. Trời đất, thiệt không? Ảnh cũng có người tới đòi thuê đất lắp biển quảng cáo như tôi vậy. Cũng có thiệp mời tới dự hội nghị khách hàng, cũng gạ gẫm mua bóng đèn xịn. Ảnh nói trên phường người ta tuyên truyền cảnh báo chiêu lừa đảo này quá trời. Mà tôi thì lại ít đi sinh hoạt ở phường, toàn là con trai tôi nó đi nên tôi có biết gì đâu. Đúng là dại quá mà. Cũng tại tôi tham lam cái lợi trước mắt mà bị gạt thế này. Bởi vậy á, ông bà già xưa có dạy, không có tiền nào mà tự nhiên trên trời rớt xuống cho mình xài hết á. Trời ơi, già rồi còn bị gạt. Trên thị trường hiện nay có rất nhiều loại bóng đèn LED cảm ứng với giá cả đa dạng, nhưng loại có thương hiệu uy tín và đắt nhất cũng chỉ khoảng 400 ngàn. Tuy nhiên, lợi dụng sự thiếu hiểu biết công nghệ, thông tin của những người lớn tuổi, những đối tượng này đã lừa bán sản phẩm với giá trên trời, trong khi trước đó đã tung hỏa mù bằng những món lợi. Tụi tôi thì đang cần tiền trang trải mọi thứ ở thành phố đắt đỏ này. Cả hai đều có ý định đi làm thêm. Nhưng mà ngặt nổi, tụi tôi lại là sinh viên cuối cấp, lịch học thì dày đặc, nên để tìm một công việc làm thêm phù hợp lại kiếm được tiền thì cũng hơi khó khăn một chút. Sau nhiều ngày lên mạng tìm kiếm, tụi tôi thấy được một thông báo tuyển dụng cộng tác viên xem phim với thu nhập cao. Tụi tôi cũng tò mò với cái phần mô tả công việc là chỉ cần xem phim là có tiền. Giờ rất là linh động nữa, nên mới thử liên hệ với người tuyển dụng để được trao đổi thêm. Ê! Mà sao bà tìm được chỗ này hay vậy? Trời ơi, tôi tìm hiểu kỹ lắm, bà yên tâm đi, bạn tôi làm quá trời mà. Ê, hình như tới rồi kìa. Chào em. Dạ. Chào em, anh là Dũng. Dạ. Em là... Dạ, chào anh, em là Trâm. Em có nhắn tin với anh đó. Đây là Hồng bạn em.
Dạ em chào anh. Em ơi, cho anh ly cà phê đá đi em. Vậy nè, giờ anh có công việc gặp mấy bạn đối tác bên công ty của anh á, nên giờ mình vô thẳng vấn đề luôn ha. Dạ. Để khỏi mất mất thời gian đâu bơi. Anh cảm ơn em. Vậy nè, hiện tại á bên công ty của tụi anh á đang tuyển một số bạn cộng tác viên để tăng lượt xem cho một số phim của bên anh. Đây là trang web của bên công ty anh. Trang phim mà anh ấy đưa cho tụi tôi xem á là một trang phim nổi tiếng. Bạn bè và cả bản thân tụi tôi nữa cũng thường xem phim trên trang này. Anh ấy nói rằng á công ty anh ấy có một trang web, mà trang web này là trang web trung gian, chuyên phụ trách cày view cho những trang phim nổi tiếng này. Anh ấy giải thích thêm rằng một số trang phim hiện nay cho phép người dùng xem phim miễn phí, nên nếu muốn duy trì hoạt động của trang thì phải bán quảng cáo. Mà muốn bán được quảng cáo thì buộc lượt xem phim phải nhiều. Lượt xem phim càng nhiều thì trang mới bán được quảng cáo, mới có được nguồn thu nhập. Việc bán quảng cáo dựa trên lượt xem phim tôi đã từng nghe qua rồi, nên chỉ cần anh ấy là giải thích cách thức hoạt động của trang phim là tụi tôi đã hiểu được liền. Anh mô tả công việc vậy, tụi em thấy sao? Có làm được không? Dạ, tụi em làm được anh. Nói thiệt với anh chứ coi phim là sở trường của hai đứa em. Với lại trang phim này nổi tiếng nên tụi em coi hoài à. Phim gì coi cũng được hết anh. Thích xem phim thì cũng tốt thôi, nhưng mà công việc này nó đòi hỏi một số yêu cầu. Trước tiên á, tụi em xem phim á là phải từ 5 phút đến 30 phút. Mà tụi em không được tua qua nhanh nha, tụi em phải xem từ đầu đến cuối. Thứ hai á, sẽ có một số phim yêu cầu tụi em xem theo mỗi tuần, chứ không phải là tụi em muốn xem phim nào là xem, hiểu không? Dạ. Anh cứ yên tâm đi, tụi em học văn hóa mà, cho nên coi nhiều phim cũng là một cách mở mang kiến thức. Nghe qua phần mô tả công việc thì đây đúng là công việc mà hai đứa tụi tôi đều đang cần. Chỉ cần xem phim là có tiền, giờ giấc linh động nè, được xem phim là 1.000 đồng. Tính ra giá này cũng khá thoáng so với giá thị trường mà tụi tôi được biết. Nhưng nếu muốn làm việc thì phải có điều kiện. Mà bây giờ tụi em muốn nhận vô làm thì phải như thế nào anh? Vô làm hả? Bây giờ anh nói cho em nghe thế này nhé. Tức là bây giờ tụi em phải mua một tài khoản. Lúc mà đọc thông báo tuyển dụng thì thấy không có nhắc gì đến cái việc là phải tự bỏ tiền túi ra mua tài khoản hết. Nhưng mà giờ thì lại bắt buộc tụi tôi phải mua tài khoản mới có thể làm việc được. Đây thật sự không phải là số tiền nhỏ đối với sinh viên tụi tôi. Hai tụi tôi đều lo lắng vì đã từng nghe qua nhiều chuyện lừa đảo việc làm thêm. Mà mặc dù là có nghi ngờ, nhưng mà tụi tôi vẫn muốn nghe anh ấy trình bày đầu đuôi rõ ràng, nên tụi tôi vẫn tiếp tục nghe. Đây là yêu cầu của nhà tài trợ, buộc mình phải mua tài khoản, mình muốn coi được. Với lại vậy nè, anh nói em nghe vậy nè, cái tài khoản này á, nó có một cái lợi thế cho tụi em thế này. Tức là những cái lượt xem của tụi em á, tài khoản này nó tự động nó nhớ hết. Tụi em khỏi cần phải ghi chép nữa, nó tự động nó nhớ hết sẵn của mình luôn rồi. Đó là lợi thế của tụi em á. Mà mỗi tài khoản giá là bao nhiêu vậy anh? Bên công ty của anh hiện tại bây giờ á ha, là có hai gói tài khoản. Một là tài khoản cao cấp là giá 5 triệu, và một tài khoản VIP là giá 10 triệu. Thì cái tài khoản cao cấp á, là tụi em sẽ được xem tối thiểu là 50 lượt xem, và maximum của nó là 100 lượt xem, và sẽ được đăng nhập trên 3 thiết bị. Và tài khoản VIP của tụi anh á, là giá 10 triệu, thì cái lượt xem nó là không giới hạn, và tụi em đăng nhập lên được 10 thiết bị. Đó, thấy cái lợi thế không? Và mỗi lần tụi em xem á, mỗi lượt xem sẽ được 1.000 đồng. Tới tận 5 triệu lần ha anh. Thì anh khuyên tụi em vậy nè, tụi em nên mua cái tài khoản VIP 10 triệu á. Vì cái lượt xem của nó là không có giới hạn, mà mình đăng nhập ở trên 10 thiết bị nữa. Mà em tính kỹ đi, bây giờ anh tính cho tụi em một cái bài toán đơn giản thôi ha. Là ví dụ như giờ em xem một tuần lễ mà em xem được, anh cho ít nhất là 100 lượt xem thôi, mà trên 10 thiết bị, tức là em được 1.000 lượt xem. Mà 1.000 lượt xem vậy, em 1.000 nữa là hai đứa em là được 2.000. 2.000 lượt xem là tương ứng với là 2 triệu đồng một tuần lễ, đúng không? Vị chi ra là một tháng là tụi em có được 8 triệu, đúng chưa? Thật sự thì đây là một gợi ý hay,
Nếu mà bắt tay vào làm thì mỗi đứa tụi tôi sẽ kiếm được mỗi người 4 triệu một tháng. Thật sự là trong thời điểm này cái mức lương đó là rất cần thiết đối với tụi tôi. Mà công việc là vô cùng đơn giản, là chỉ cần xem phim là có tiền. Anh ấy còn nói thêm rằng số tiền 5 triệu hay 10 triệu để mở tài khoản xem phim này sẽ được chuyển thẳng vào tài khoản cá nhân của tụi tôi luôn. Tất nhiên là tụi tôi không có được phép rút ra, nhưng bên công ty anh ấy hay thậm chí trang phim mà cũng không có được phép đụng vào. Tiền thì vẫn ở đó. Nghe xong tụi tôi yên tâm lắm và xá tan những cái nghi ngờ ứng tiền mua tài khoản lúc đầu. Anh ta nhiệt tình chỉ dẫn cho tụi tôi một cách vừa thích hợp với túi tiền lại vừa có thể tiết kiệm được nhiều tiền nữa. Vậy nè, hai đứa em sẽ mua chung một tài khoản. Tài khoản này là tài khoản VIP 10 triệu nha. Hai đứa em đăng nhập vô, xong rồi tụi em cho những cái bạn sinh viên của tụi em á đó, các bạn đó xem thì mỗi lượt xem vậy tụi em trích hoa hồng cho mấy bạn đó. Hiểu ý anh không? Không, tức là cái số tiền tụi em kiếm được nó sẽ nhiều hơn số tiền hồi nãy giờ anh nói cho tụi em nghe đó. Nhiều hơn nữa, nếu như có nhiều người xem sẽ nhiều tiền. Hiểu ý anh không? Đó, càng nhiều người xem sẽ được càng nhiều tiền. Nghe anh ấy phân tích thì rất là hợp lý. Tụi tôi mỗi đứa chỉ cần có đủ 5 triệu thôi. Hai đứa mua một tài khoản VIP là 10 triệu, không giới hạn lượt xem. Anh ấy chỉ cần nhẩm tính trên 100 lượt xem phim thôi, là một tháng được mỗi đứa 4 triệu. Nếu mà tụi tôi xem nhiều hơn, rồi rủ bạn bè cùng làm, cùng xem vì lượt xem không giới hạn mà, thì mức lương của tụi tôi kiếm được không dừng ở con số 4 triệu. Vậy là một tháng là tụi tôi đã có thể là hoàn vốn và bắt đầu là có lời rồi. Vậy thì chực 6 tháng đến 1 năm thôi. Ngoài việc đủ chi phí trang trải cho cuộc sống, không làm gánh nặng cho gia đình á, thì cũng còn có dư giả tiền để thực hiện những cái dự định riêng nữa. Anh ấy còn nói thêm là công việc này có thể kết thúc bất cứ lúc nào tụi tôi muốn, không bị gò bó hợp đồng có thời hạn. Không để mất cơ hội này, tụi tôi quyết định là sẽ làm việc vừa dễ dàng vừa kiếm được nhiều tiền như vậy nè. Dạ, vậy bây giờ tụi em sẽ quyết định là mua tài khoản. Mà hiện tại tụi em không có tiền mặt ở đây. Hay là anh có thể chờ tụi em về nhà mượn tiền, rồi ngày mai mình gặp lại được không anh? Ngày mai hả? Dạ. Ngày mai thì anh bận người đi công tác rồi. Nên bây giờ anh tính vậy nè. Anh sẽ lập cho tụi em một tài khoản bình thường trước ha. Lập cho tụi em một tài khoản bình thường. Xong rồi á, anh sẽ nhắn tin số tài khoản của anh vô số điện thoại của bạn này nè. Xong rồi á, khi tụi em chuyển khoản cho anh sẽ nâng cấp cái tài khoản của tụi em lên thành tài khoản VIP. Ok chưa? Đó là giải quyết nhanh nhất. Bây giờ anh sẽ đưa cho tụi em tham khảo hai bản hợp đồng này. Xong rồi á, em có đem chứng minh nhân dân cho đó không? Dạ có. Rồi em điền đầy đủ thông tin theo chứng minh nhân dân nha. Dạ. Để em đây một bản cho em. Tôi và bạn tôi coi rất kỹ bản hợp đồng thời vụ ấy, không có vấn đề gì, liền đặt bút ký liền. Sau đó anh ta còn mở trang web lên và lập cho tụi tôi một tài khoản chung. Do anh ta giới thiệu trang web của công ty anh ta là trung gian của một trang phim nổi tiếng khác đang cần tăng lượt xem. Nghĩ lại á thì cũng hợp lý, vì có thể trang phim đó dùng nhiều hình thức tăng view, trong đó có hình thức là thông qua một cái trang trung gian khác, nên tụi tôi hoàn toàn tin tưởng mà không có chút nghi ngờ gì. Đưa anh kiểm tra số chứng minh nhân dân đúng không? Dạ. Đưa anh coi. Rồi ok. Vậy là tụi em xong rồi hả anh? Ừ. Bây giờ anh sẽ lập tài khoản cho em tại đây ha. Xong rồi em về em đăng nhập tài khoản vô đi. Xong rồi anh nhắn tin số tài khoản của anh cho bé này. Rồi em này sẽ chuyển khoản cho anh, xong rồi anh sẽ nâng cấp cái tài khoản của em lên thành tài khoản VIP nha. Dạ. Các công ty công nghệ hàng đầu có thương hiệu rất ít khả năng thuê một công ty trung gian để có thể tăng lượng view lên, mà họ sẽ dùng cách marketing khác để đưa sản phẩm và dịch vụ của mình đến người tiêu dùng. Nhiều khả năng đây là tội phạm lừa đảo, lợi dụng tên tuổi của các công ty, trang web nổi tiếng để lừa mọi người. Mọi chuyện tiếp theo sẽ như thế nào? Mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi tình huống. Thôi để anh vô chồng anh thanh toán tiền nước ha. Dạ. Trời, cái này á, nếu mà đúng như ảnh nói á, thì một tháng á, mình kiếm được nhiều tiền lắm á. Dư tiền đóng học luôn. Thích quá à.
Tụi tôi vui mừng mà khi mà nghĩ đến một tương lai tốt đẹp với cái số tiền kiếm được hàng tháng đáng mơ ước. Tụi tôi mỗi đứa đi vay mượn là mỗi người được 5 triệu, là 10 triệu rồi chuyển tài khoản cho anh ta. Chuyển khoản xong á, tôi có gọi lại cho anh ta để thông báo. Alo, anh nghe nè em. À, dạ anh ơi, tụi em mới chuyển khoản cho anh 10 triệu rồi đó. Anh nâng cấp tài khoản VIP để tụi em bắt đầu công việc luôn nha. Ủa, vậy hả? Để anh kiểm tra lại em. Dạ. À, vậy là anh nhận được tiền rồi nha em. Dạ. Rồi 15 phút nữa đi, là em nói bạn của em á, chuẩn bị máy tính rồi phần mềm hết đi. Khi mà anh nâng cấp cái tài khoản của em lên á, là tụi em chuẩn bị bắt đầu công việc liền luôn nha. Dạ, ok anh. Là bắt đầu xem lượt nào là tính tiền lượt đó luôn đó em. Dạ, dạ. Dạ em nói tất cả bạn bè của em chuẩn bị tinh thần để làm việc nha. Dạ rồi, ok anh. Rồi ok em, 15 phút nữa nha. Dạ, 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 rồi. Rồi ok em, chúc tụi em may mắn nha. Dạ, ok anh. Ok em. Ủa, sao rồi? Anh nói là đợi 15 phút nữa cập nhật lên tài khoản VIP. Mười lăm phút rồi 30 phút trôi qua vẫn không thấy tài khoản được nâng cấp lên thành tài khoản VIP, nên bạn tôi có gọi điện thoại lại cho anh ta. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Lúc đó tôi và bạn tôi lo lắng lắm, tụi tôi gọi điện liên tục cho anh ấy mà không được, nên đã lên cơ quan công an để trình báo về sự việc đã xảy ra. Sau đó thì mới biết cũng có nhiều nạn nhân trình báo về việc bị lừa tương tự. Khi nhận được lượng tiền lớn, chuyển khoản từ các nạn nhân, trang web trung gian lừa đảo đó cũng biến mất. Không có việc thông qua trang web trung gian để cày view gì cả. Tất cả chỉ là lợi dụng tên tuổi của các trang phim nổi tiếng để bẫy người không rành công nghệ mà lại muốn tìm việc làm thêm trên mạng thôi. Lúc đó thì tôi mới hiểu rõ được là mình đã quá ngây thơ và bị lừa như thế nào. Hắn ta đã lợi dụng việc tôi và bạn tôi không hiểu rõ về những việc như vậy, nên đã giăng bẫy và chiếm đoạt tiền của tụi tôi. Đây là một bài học lớn cho tôi. Sau này tôi sẽ cẩn thận hơn để không có những việc đáng tiếc như vậy xảy ra nữa. Thưa quý vị, tình huống vừa rồi là một bài học đắt giá cho hai nạn nhân khi quá ngây thơ và tin rằng có việc nhẹ mà lương cao, để rồi sập bẫy tên lừa đảo lúc nào không biết. Qua câu chuyện này, ban biên tập mong quý vị hãy thực cảnh giác trước những thông tin tuyển dụng đơn giản nhưng mang lại thu nhập cao, đặc biệt là các công việc đi kèm yêu cầu người lao động phải ứng tiền túi ra trước. Quý vị nên cẩn trọng trước khi tham gia tuyển dụng và hợp tác lao động, nên tham khảo ý kiến của người thân và những người có hiểu biết trước khi đưa ra quyết định. Bên cạnh đó là theo dõi thông tin tuyển dụng từ các trang web hoặc đơn vị tuyển dụng có uy tín. Chồng tôi từ dưới quê lên đây được 5 năm rồi. Hai vợ chồng đang cố gắng tích góp tiền mua nhà nên buộc phải đi làm kiếm thêm. Chồng tôi thì sáng lái xe cho công ty, tối thì lái taxi. Tôi thì giúp việc nhà. Tôi làm có một nhà vào buổi sáng à, nên giờ phải tìm một nhà để làm vào ca tối. Ngoài việc nhờ bạn bè với người quen hỏi giúp thì tôi cũng có lên mấy cái trang mạng để tìm thông tin, coi có ai tuyển phụ việc nhà để tôi xin làm thêm. Thì tôi thấy có một chị đăng tin tuyển giúp việc nhà. Nhìn địa chỉ thì cũng gần nhà tôi, cũng thuận tiện cho tôi đón con rồi qua làm luôn. Tôi thấy mức lương ghi trên đó cũng khá là cao. Tôi có nhắn tin gửi lại thông tin thì chị đó cũng có gọi cho tôi ngay ngày hôm đó luôn. Và hẹn tôi là ngày mai tới để trao đổi. Dạ. Vô, 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 vô. Dạ em chào chị. Ừ, ngồi đi em. Dạ em chào chị. Giờ chị vô vấn đề luôn nha. Dạ. Bây giờ em làm được thời gian nào? Dạ em chỉ làm được từ buổi chiều 5 giờ đến 9 giờ tối thôi chị. Tại vì ban ngày á em còn phải đi làm, với lại buổi chiều 4 giờ em phải rước con nữa.
Vậy thì hợp lý quá rồi. Nhà chị cũng đang cần người giúp việc từ cái khoảng thời gian đó đó. Dạ. Mà em làm tính tiếng hay là tính tháng hay sao? Dạ, em làm thì tính tiếng chị. Dạ, còn nếu như mà về lương thì em được nhận ngày luôn hay là nhận tháng chị? Thôi, chị dễ lắm. Dạ. Em muốn nhận ngày cũng được, nhận tháng cũng được. Dạ. Thôi bây giờ á, chị trả cho em mỗi ngày nha. Dạ. Một tiếng chị trả cho em 150 ngàn. Dạ, vậy em đồng ý rồi. Làm không? Dạ, em đồng ý. Vậy đi. Dạ. Mà em đi làm bằng xe máy này luôn đúng không? Dạ đúng rồi, em đi làm bằng xe máy luôn chị. Chị hỏi vậy đến chị phải không? Dạ. Để chị hỗ trợ thêm tiền xăng cho em mà. Dạ. Mỗi tháng chị sẽ cho em thêm mấy trăm ngàn tiền xăng. Vậy ngày mai bắt đầu làm nha. Dạ dạ. Tôi với chị đó nói chuyện với công việc nhanh gọn lắm. Chị đó cũng là người khá dễ tính. Tôi đưa ra yêu cầu gì thì chị đó cũng đồng ý hết. Chị trả lương cho tôi cao và phí hỗ trợ xăng xe cũng khá rộng rãi. Chị ấy cũng đang cần người gấp á, nên sẵn tin tưởng tôi đã có kinh nghiệm giúp việc nhà. Chị nói tôi là đi làm vào ngày mai luôn, không cần phải thử việc nữa. Tôi tìm được một công việc quá tốt như thế này, mỗi ngày 600 ngàn. Tôi mừng lắm nên đâu có nghi ngờ gì, đồng ý luôn. Bắt đầu từ ngày mai là em tới làm cho chị luôn nha. Dạ. Rồi, hôm nay đến đây là hết nha. Dạ. Nhưng mà nhớ ngày mai đem cái chứng minh cho chị nha. Dạ, dạ, dạ. Hẹn chị ngày mai. Về nha chị. Qua hôm sau thì chị ấy gọi tôi đến sớm hơn giờ hẹn để chị ấy dẫn tôi đi tham quan nhà rồi phổ biến công việc cụ thể cho tôi luôn. Ngồi đi. Cảm ơn chị. Giờ chị trao đổi với em về công việc luôn ha. Dạ. Nhà chị thì có 2 lầu, 3 phòng. Dạ. Công việc của em rất là đơn giản. Chỉ cần lau dọn nhà cửa rồi giặt giũ, ủi đồ là xong. Dạ. Này. Chị có một cái phòng riêng á để cho em khi mà làm mệt em có thể vô đó nghỉ ngơi hoặc là cất đồ vô đó khóa lại rồi đi lên làm ha. Đây vô chị chỉ cho. Dạ. Đây phòng này là chị để dành riêng cho em á. Nè chị khóa nè, em mở đi. Dạ. Cất đồ vô chổng rồi chị dắt lên lầu làm. Dạ. Giờ mình làm từ lầu 2 xuống ha. Dạ. Rồi đi lên. Chị ấy dẫn tôi đi khắp nhà và hướng dẫn tôi từng phòng và cách dọn dẹp lau nhà. Công việc thì không có gì khó khăn, cũng như là cái căn nhà vào buổi sáng mà tôi làm đó là dọn dẹp, lau chùi rồi phơi đồ, ủi đồ. Những việc ấy tôi quen rồi nên khi chị ấy nói tôi bắt tay vào làm việc luôn và cũng bắt đầu tính giờ. Rồi để chị đi xuống dưới chị lấy bột giặt với cây lau nhà cho em. Dạ, em vô em mở đồ vô. Sợ em quản dơ giặt đi. Lúc đó thì mọi thứ diễn ra bình thường lắm, không có dấu hiệu nào bất thường hết, nên tôi cũng không có nghi ngờ. Bỏ đồ vào máy giặt xong á mà tôi không thấy chị đem bột giặt lên, nên tôi mới chủ động đi xuống dưới để lấy đem lên. Chị ơi, cái cây lau nhà chị để đâu hả chị? Cái xe. Vì xe của tôi để phía dưới, theo quán tính thì tôi nhìn ra sân mà không thấy xe đâu hết. Tôi hoảng hốt chạy khắp nhà tìm chị ta thì cũng không thấy chị ta đâu. Lúc ấy tôi nửa tin nửa ngờ, trong lòng hy vọng là chị ấy chỉ mượn xe tôi đi đâu đó thôi. Tôi liền vào phòng để lấy điện thoại của tôi bỏ trong túi xách để gọi cho chị ấy xem như thế nào. Thì tôi chết trân khi thấy cửa phòng không có khóa. Ủa, cửa phòng mình khóa hả? Cái giỏ xách. Chị ơi! Cái đèn của em! Chị ơi! Cái đèn của em! Cái đèn của em! Đến lúc này thì tôi mới tin là mình bị dính cú lừa rồi. Tôi lật đật bắt xe ôm, về nhà. Tôi với chồng tôi lên cơ quan công an trình báo. Tôi càng bất ngờ hơn khi vừa tiếp nhận đơn trình báo của tôi á, thì bên cơ quan công an cho tôi hay là hiện các anh cũng đang thụ lý và theo dõi vụ việc của hai kẻ lừa đảo, giả dạng là chủ nhà, rồi lên kế hoạch lừa lấy tài sản, mà cụ thể là xe máy, điện thoại và tiền của người đi xin việc. Bằng nghiệp vụ chuyên môn thì sau thời gian ngắn, hai đối tượng đã cúi đầu trước pháp luật,
tại cơ quan công an lấy lời khai, thì bọn chúng khai nhận rằng quý vị đã hiểu được chiêu bài mà hai đối tượng lừa đảo sử dụng chưa ạ? Ban đầu, bọn chúng sẽ thuê một ngôi nhà khá khang trang và chỉ trả trước một khoản tiền nhỏ. Tao năn nỉ bà chủ muốn gậy lưỡi, bà mới cho vô đây ở trước nè. Mà tao cọc có 2 triệu à. Thế nên á, trong 3 ngày nhất định phải tìm được con mồi. Ừ, tao biết rồi. Nè, mày đăng tuyển người giúp việc trên mạng chưa? Tao mới đăng hồi nãy rồi, mày lên mày coi thử đi. Nếu mày đăng rồi á, đưa thông tin cho tao để tao gọi điện cho ta. Nè, nhưng mà mày đăng á, mày nhớ đăng cái mức lương cao cao để thu hút nhiều người vô. Bọn chúng rất khôn khéo. Đối tượng mà bọn chúng nhắm tới đều là những người làm công việc nội trợ và đang muốn làm thêm để kiếm tiền, nên đăng mức lương khá hấp dẫn. Sau khi có người vào đăng ký, chúng sẽ gọi cho từng người tới tận nhà để trao đổi công việc. Để tao gọi đi. Mày gọi đi. Alo, cho hỏi phải số điện thoại của chị Hồng không ạ? Dạ đúng rồi cô, tôi tên Hồng nè cô. Dạ, em thấy chị có để thông tin xin việc làm trên mạng, em đăng tuyển người giúp việc nhà đó chị. Thì dạ, bây giờ... dạ đúng rồi, có đứa cháu nó thấy có cái bài đăng á cô, rồi có gửi thông tin lại cho cô á. Dạ, thì nếu mà chị còn chưa tìm được việc làm á, thì chị chiều nay nếu mà chị rảnh á, 3 giờ chị ghé qua nhà em để em bàn về công việc với mức lương luôn cho nó cặn kẽ. Dạ chị rảnh chứ. Nhưng mà cô chiều 3 giờ tới, nhưng mà cô cho địa chỉ đi cô rồi tôi mới qua được. Dạ rồi, để em nhắn tin địa chỉ cho chị nha. Dạ cảm ơn cô nhiều. Dạ. Dạ rồi. Alo, cho hỏi có phải số điện thoại của chị Ngân không ạ? Dạ đúng rồi, em là Ngân à. Ừ, chị đang cần người giúp việc nhà đó Ngân. Em có còn nhu cầu xin việc làm không? Dạ còn chị. À, vậy hả? Vậy thì chị sẽ nhắn tin cho em địa chỉ với lại thời gian rồi em đến nhà chị bàn bạc về công việc với mức lương luôn nha. Dạ rồi, cảm ơn chị nhiều. Ừ, rồi hẹn gặp lại em nha. Sau khi hẹn được người tìm việc tới nhà, bọn chúng bắt đầu bước tiếp theo. Dạ, chào cô. Khi thấy người đi xin việc làm tới bằng xe đạp và không có tài sản nào có giá trị, bọn chúng tiếp đón cho qua chuyện và đưa ra những yêu cầu bất hợp lý, chủ yếu để không nhận họ vào làm việc. Chị là chị Hồng hả? Dạ đúng rồi. Tôi tên là Hồng mà hồi nãy là cô có gọi điện cho tôi đó, là cô hẹn giờ đến đó. Thì bây giờ chị làm được thời gian nào? Dạ, tôi làm được từ 6 giờ sáng cho đến 6 giờ tối. Tự vì về tôi còn cơm nước cho gia đình nữa đó. Trời, vậy là không được rồi. Tại vì nhà em á, cần người giúp việc từ 6 giờ tối đến 10 giờ tối. Ủa? Sao cái giờ tối mà cần người giúp việc vậy cô? Hồi đó giờ tôi làm biết là bao nhiêu năm rồi, mà lần đầu tiên thì tôi mới nghe được có người cần buổi tối á. Thì mỗi nhà mỗi cảnh mà chị. Tại vì nhu cầu nhà em chỉ có nhiêu đó thôi. Chị không làm được thì thôi để em kiếm người khác nha. Dạ thì giờ cũng xin thưa với cô như vậy, là tôi sợ là đi về tối quá thì chồng tôi chắc không cho làm. Với thứ hai nữa là cô thấy tôi đi chiếc xe đạp nè, rồi đường xá thì nó xa hơn nhà cô nữa, đi một mình thì tôi rất là nguy hiểm. Cho nên là chắc cô thông cảm. Dạ. Tôi không có làm được. Dạ, vậy chị về ha. Dạ, cảm ơn chị đã đến. Dạ, cảm ơn cô. Ngược lại, khi thấy người đi xin việc có tài sản giá trị, cô ta sẽ vui vẻ tiếp đón và bất kỳ yêu cầu nào mà người xin việc đưa ra, cô ta đều đồng ý hết. Chị dễ lắm. Em muốn nhận ngày cũng được, nhận tháng cũng được. Thôi bây giờ á, chị trả cho em mỗi ngày nha. Dạ. Một tiếng chị trả cho em 150.000. Dạ, vậy em đồng ý làm không? Dạ, em đồng ý. Việc hỗ trợ chi phí xăng xe khá rộng rãi cũng là để biện minh cho việc chắc chắn rằng nạn nhân sẽ dùng xe này đi làm vào ngày mai mà giăng bẫy lừa. Dạ. Mà em đi làm bằng xe máy này luôn đúng không? Dạ đúng rồi, em đi làm bằng xe máy luôn chị. Chị hỏi vậy để chị đúng không? Dạ. Để chị hỗ trợ thêm tiền xăng cho em mà. Dạ. Mỗi tháng chị sẽ cho em thêm mấy trăm ngàn tiền xăng. Qua hôm sau, khi tới nhận việc, nữ quái này đã tạo niềm tin cho nạn nhân, cất giữ tài sản bằng một căn phòng có khóa cửa đàng hoàng và đưa cả chìa khóa cho nạn nhân trông giữ. Để tới khi
nạn nhân cùng cô ta đi lên lầu. Ở dưới này, tên đồng bọn còn lại dùng chìa khóa dự phòng để mở cửa lấy tài sản. Đây là toilet nè, phòng giặt nè. Mấy cái quần áo dơ chị để sẵn á, em bỏ vô em giặt cho chị nha. À, xe máy của tôi thì đã được trả về do bọn chúng chưa kịp tiêu thụ. Nhưng qua chuyện này tôi hy vọng rằng những ai muốn tìm công việc bán thời gian cho mình thì nên cẩn trọng, tự bảo quản tài sản cá nhân. Đừng tin những món hời trước mắt mà bỏ qua sự cảnh giác nha. Con vô coi thay quần áo rồi tắm rửa đi nha con. Nhớ tắm và xếp đồ luôn nha con nha. Em. Dạ. Sao nay đi làm về trễ vậy? Em ghé nó đón nó xong cái hai mẹ con ghé lại rút tiền. Bữa nay em mới lãnh lương. Tôi ở dãy nhà trọ này cũng hơn một năm rồi. Chồng tôi thì đi làm xa, mấy tháng mới về nhà một lần. Chủ yếu là hai má con tôi ở với nhau. Cạnh phòng của tôi là một chị, cũng hơi lớn tuổi rồi nhưng mà độc thân. Cũng một mình cho nên tụi tôi bầu bạn với nhau cho đỡ buồn. Mỗi khi mà rảnh rỗi thì tụi tôi thường hay tâm sự chuyện gia đình, rồi chuyện chị em, rồi thỉnh thoảng đưa nhau đi mua sắm nữa. Tôi coi chị ấy như là chị em trong nhà của mình vậy. Ủa, lãnh lương à? Dạ. Nói nghe nè, lãnh lương á, ngày mai hai chị em mình ra siêu thị mới mở kìa. Trời ơi, quá trời khuyến mãi luôn á. Vậy hả chị? Ừ. Vậy tranh thủ tôi về sớm sớm đi. Chị yên tâm đi, ngày mai 3 giờ là em về rồi. Rồi em tranh thủ nấu cơm đi chợ. Ở nấu cơm sớm á, rồi tối hai chị em mình đi luôn. Nhớ nhà, hứa nhà, tối đi nha. Bây giờ chị vô nha. Dạ. Nhớ nha. Nhớ mà. Cái Quỳnh à? Dạ. Mẹ đi ra ngoài chợ á, mẹ mua đồ một chút xíu nha. Con ở nhà coi chừng nhà. Cái điện thoại á, con để có chuyện gì á thì con gọi. Chứ đừng có ngồi con dòm vô cái điện thoại hoài, con chơi hoài gì đó. Người ta vô nhà con không có hay biết không? Dạ. Ừ, giờ mẹ đi chợ nha. Ngày nghỉ á, tôi thường có thói quen á là đi chợ mua đồ, rồi về nấu cho hai mẹ con cùng ăn. Vì đi chợ xa nên tôi mới thường hay để con tôi ở nhà, nhờ chị hàng xóm coi giùm rồi đi cho nó nhanh. Để cho an tâm, tôi còn đưa lại một trong hai cái điện thoại của mình cho con tôi chơi. Rồi cái thỉnh thoảng tôi lại gọi về, coi ở nhà con tôi có vấn đề gì hay là không. Ngày hôm đó, do xe máy bị hư, cho nên tôi mới đi chợ sớm hơn ngày thường một chút, cho kịp hẹn với lại chị hàng xóm. Ủa con, mẹ con đâu rồi? Nhận không ra cô hả? Cô Mỹ nè, bạn của mẹ con nè. Rồi, rồi mẹ đi đâu rồi? Dạ, mẹ con đi chợ, lát mẹ con về. Đúng rồi, mẹ con á, rủ cô chú qua đây ăn cơm nè. Vậy là chắc mẹ đi chợ mua đồ ăn đó. Dạ. À, cô có mua bánh kẹo với có bánh snack nữa nè. Dạ, con ăn gì? Đưa chị cái bịch bánh đi em. Dạ. Mẹ con thích ăn bánh nào? Con thích ăn thịt á. Dạ. Đem đồ vô cất đi em. Ăn đi con, ăn đi. Có hai ba bịch luôn, con muốn ăn cái nào con ăn.
Đó, con ăn nào, con thích cái nào? Con thích cái này. Dạ. Bé Quỳnh, con ngồi với ai vậy con? Dạ, bạn của mẹ con. Dạ, em là bạn của chị Dung. Ủa, bạn Dung hả? Dạ. Mà sao tôi không biết ta, chắc lâu rồi em không tới hả? Dạ đúng rồi, bạn lâu lắm rồi mới gặp lại nên chị Dung mời tới đây ăn cơm. À vậy dạ. Hả, hèn chi. Ủa chị ở gần đây hả? Ừ, ở gần đây nè, sát bên nè. Dạ. Ừ, chị ở đây lâu bao lâu rồi? Ờ, cũng ở lâu rồi. Hai gia đình ở chồng sớm, thấy cháu nó ở đây nói chuyện rồi, tưởng đâu lạ, thôi bạn của Dung thôi. Để dạ. Hai cô cháu nói chuyện đi. Người quen không mà. Thì thôi nói chuyện đi, tôi vô. Dạ dạ. Ăn đi con. Tôi được chị hàng xóm kể lại rằng lúc mà chị ấy đang ở trong nhà đó thì nghe có tiếng người lạ bên ngoài, cho nên đã chạy ra coi coi có chuyện gì hay không. Rồi thấy con bé nhà tôi đang nói chuyện với một người lạ, cho nên chị đã qua hỏi thăm và được trả lời là đồng nghiệp của tôi. Thực ra đó thì tôi cũng hay có bạn bè qua chơi, cho nên chị hàng xóm không có thể nhớ hết mặt được. Nghĩ mọi chuyện bình thường, cho nên chị hàng xóm mới để cho con bé nhà tôi tiếp tục nói chuyện với chị ta, rồi mới đi vô trong nhà. Chị cho em hỏi nhà chú tôi cãi đâu chị? Những kẻ lừa đảo này còn cực kỳ tinh nữa. Khi họ cho một tên đồng bọn của chúng đứng ở bên ngoài để mà canh phòng. Lúc đó đó, đang đi bộ từ chợ về nhà thì tôi gặp một người thanh niên ra chặn đầu, rồi hỏi thăm về một người nào đó. Tôi cứ nghĩ là người dân bình thường, cho nên tôi vô tư trả lời. Nào ngờ đâu đó lại là một cái tên đồng bọn của hai kẻ kia. Hắn ta mới giả vờ như là hỏi thăm tôi để kéo thời gian dài ra, cũng như là ngầm ra tín hiệu cho hai cái kẻ lừa đảo ở trong đang trộm đồ ở nhà tôi á. Dạ, em cảm ơn chị. Ừ, thôi chị đi nha. Dạ. Ăn đi con. À chị, em đi ra ngoài mua đồ ít đồ nha, để hồi mất công. Ngon không con, ăn nữa đi. À, con ơi, điện thoại cô hết pin rồi, cô mượn để điện cho chú hồi nãy á, mua nhắc chú mua thêm đồ nha. Dạ. Cho con mượn nha, mở lên cho cô đi. Dạ. Cô khát nước quá à, con vô cho cô xin ly nước nha. Dạ. Ủa, cô chú rồi. Bà ơi. Cái gì bé Quỳnh? Chuyện gì với con? Cô chú cầm điện thoại con đi đâu mất rồi. Cái gì? Cô chú là bạn mà mẹ con đó hả? Mượn điện thoại đi luôn rồi hả? Trời ơi trời, có chết là sao tự nhiên con đưa điện thoại chứ vậy? Rồi, vậy là con bị gạt rồi đó. Tụi nó gạt con rồi đó. Trời ơi, con chết rồi. Thôi bây giờ con vô trong nhà đi, rồi đợi mẹ con về tính chứ biết làm sao giờ. Trời ơi, con ngu quá, đi vô đi. Sau khi con gái tôi báo với chị hàng xóm thì chị ấy mới hốt hoảng gọi cho tôi liền. Tôi mới chội chạy về nhà để kiểm tra thì thấy toàn bộ số tiền tiết kiệm, vàng dòng với lại nhiều tài sản quý giá của tôi đã bị cậy tủ lấy mất hết. Lúc đó tôi cũng sợ lắm. May mà có chị hàng xóm trấn an, rồi đưa tôi đi lên cơ quan công an để mà trình báo. Đến lúc này, sau khi mà được các đồng chí công an phân tích thì tôi mới hiểu được thủ đoạn mà những kẻ lừa đảo này đã sử dụng để mà chiếm đoạt tài sản của tôi. Thì ra bọn chúng đã lảng vảng quanh khu nhà của tôi để mà nghe ngóng từ trước rồi, để mà nắm được thói quen sinh hoạt của tôi cũng như là mọi người ở đây.
Sau đó đó, bọn chúng lựa lúc mà tôi đi ra khỏi nhà để tiếp cận, rồi giả danh là bạn của tôi. Bọn chúng còn cẩn thận để một người canh ở ngoài đầu hẻm nữa. Thấy tôi về là tới chặn lại để nói chuyện, rồi câu kéo thời gian để mà báo cho đồng bọn của chúng. Tiếp đó đó, khi biết tôi sắp về, bọn chúng còn nhanh chóng dùng mưu lừa con gái tôi để mà lấy điện thoại rồi trốn mất. Đây thực sự là một bài học lớn cho tôi. Nghĩ đến giờ này mà tôi cũng còn sợ. Sau này tôi không dám để cho con tôi ở nhà như vậy nữa. Câu chuyện vừa rồi thật đáng sợ phải không quý vị? Rất may cho nạn nhân đầu tiên, khi xóm trọ của chị rất đông, nên bọn chúng chỉ dám diễn kịch trộm đồ, chứ không làm hại gì đến cháu bé. Hai tên này quá liều lĩnh và táo tợn khi giữa ban ngày dám làm những chuyện tày trời như vậy. Qua tình huống này, ban biên tập một lần nữa nhấn mạnh đến quý vị, hãy đặc biệt chú ý đến các con của mình, vì các em còn quá nhỏ để nhận thức được chiêu trò của kẻ gian. Nếu có, cũng khó có cách xử lý vấn đề nhanh chóng, an toàn cho bản thân. Do đó, các bậc phụ huynh hãy nhớ, đừng để một phút bất cẩn lơ là và đẩy bản thân con em mình gặp nguy hiểm. Còn bây giờ, Chí Thuận xin mời quý vị đến với tình huống tiếp theo ngay sau đây. Quý vị thân mến, hiện nay có rất nhiều những chương trình tổ chức từ thiện ra đời với mục đích giúp đỡ, hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn. Đây là hành động nghĩa cử cao đẹp cần phát huy và ủng hộ. Tuy nhiên, nhiều kẻ xấu đã lợi dụng hình thức nhân đạo này để giả mạo các tổ chức từ thiện nhằm trục lợi, chiếm đoạt tài sản. Âm mưu và thủ đoạn của chúng vô cùng tinh vi, khiến rất nhiều người cả tin sập bẫy. Để rõ hơn, Trí Thuận xin mời quý vị đến với tình huống được ban biên tập chương trình Truyền Cảnh Giác tái hiện sau đây để hiểu rõ hơn những chiêu trò đó nhé. Tội nghiệp ghê. Ủa, anh về hả? Anh qua đây, qua đây. Nói nghe nè. Có chuyện gì vậy? Anh nhìn cái tin tức này đi. Tôi và vợ tôi thường xuyên tổ chức các chương trình từ thiện để giúp đỡ những hoàn cảnh gặp khó khăn trong cuộc sống, đặc biệt là những trẻ em mồ côi cơ nhỡ. Ngày hôm đó tôi vừa đi làm về thì vợ tôi có chỉ cho tôi xem một trang mạng đang kêu gọi quyên góp để xây dựng quỹ ủng hộ các trẻ em nhỏ. Thấy hình ảnh những đứa trẻ vô cùng đáng thương, tôi cũng động lòng. Tuy nhiên lại thấy phát hiện ra những điểm đáng ngờ ở trang mạng đó. Anh thấy không? Tội nghiệp ghê chưa? Mấy đứa này hả, nó bị dị tật bẩm sinh, rồi còn bệnh hiểm nghèo mà cha mẹ bỏ rơi nữa. Anh thấy tội nghiệp dễ sợ anh. Mình hỗ trợ cái này được mà. Anh thấy nó sao sao đó, em xem kỹ chưa? Sao là sao? Em đâu có thấy gì đâu. Bình thường mà. Em nhìn đi. Thường thường á, người ta đăng những cái tin như thế này á, thì mặt của mấy đứa trẻ sẽ bị che mờ lại. Còn ở đây á, mình nhìn vô thấy gõ một một. Với lại á, đa phần á, người ta chỉ ghi một hoặc hai số tài khoản thôi. Ở đây có tới 5 số nè, em nhìn thấy không? Mà lại có 5 ngân hàng khác nhau nữa. Ha. Anh nói em mới để ý á. Lúc phát hiện những điểm nghi vấn, tôi có rất nhiều suy nghĩ. Tôi thấy rằng nếu trang web này á không phải là thật, thì sẽ có rất nhiều người có những tấm lòng hảo tâm bị lợi dụng để làm giàu cho kẻ xấu. Bán tính bán nghi, tôi liền lấy điện thoại ra và gọi theo số liên lạc trên trang web để lại. Để anh gọi điện vô số điện thoại đó thử xem sao. Kiểm tra coi. Alo, dạ quỹ từ thiện gì cho em xin nghe ạ. Chào anh, anh cho tôi hỏi, tôi muốn đóng góp vào quỹ từ thiện á, thì phải làm như thế nào hả anh? Dạ, anh chỉ cần chuyển khoản vô một trong 5 số tài khoản có trên web á. Nội dung á, anh ghi là ủng hộ gì trẻ em là được nha anh. Nói chung là mình ủng hộ càng nhiều thì càng giúp được nhiều em nhỏ nha anh. Anh ơi, anh cho tôi hỏi thêm, tôi á, thì muốn đóng góp với số tiền cũng hơi lớn. Bây giờ tôi muốn gặp riêng anh á để tìm hiểu rõ hơn. Không biết có tiện cho anh hay không?
À dạ, hiện tại thì em kẹt đi tỉnh á, thì đang làm từ thiện ở dưới đây nè, thì ở vùng sâu vùng xa anh. Thì anh giờ cứ chuyển khoản cho em đi, rồi có gì về em sẽ hẹn anh sau ha. À, anh cho tôi hỏi thêm thông tin này. Hiện tại bây giờ anh đang làm việc ở đâu? Vì muốn có quỹ từ thiện á thì phải được cấp phép và có tổ chức. Chứ với một cá nhân nào đó thì không thể nào mở được. À dạ, em là người của hội chữ thập đỏ. Quỹ của em thì rất là nổi tiếng, được cấp phép giấy tờ hẳn hoi luôn. Thì số tiền mà quyên góp được á sẽ ủng hộ cho các em nhỏ ở các bệnh viện nhi. Nói chung anh cứ yên tâm đi. À rồi được rồi. Cảm ơn anh nhiều nha, hẹn gặp lại anh sau. Chào anh. Dạ dạ dạ, dạ em cảm ơn anh ạ. Sau cuộc điện thoại, tôi càng cảm thấy nghi ngờ về hội từ thiện này. Hội này không những không có sự minh bạch rõ ràng về tài chính, chỉ thấy mời ủng hộ quyên góp và không có các giấy tờ hay hình ảnh nào để chứng minh về những lần trao quà cho trẻ em cả. Hơn nữa các người đàn ông đó liên tục từ chối gặp mặt, khiến cho tôi cảm thấy bất thường. Sau một hồi suy nghĩ, tôi đã có một kế hoạch để tiếp cận và xác minh hội từ thiện này. Sao rồi anh? Anh điều tra tới đâu rồi? Thật hay là giả vậy? Bên đó, họ có gửi hình ảnh họ đã từng làm từ thiện qua cho anh. Nhưng trong hình á thì chỉ thấy hình của những đứa bé thôi. Còn hình ảnh mà của những người mà làm từ thiện á thì không có. Anh sợ là sẽ có nhiều người bị lừa. Chắc anh phải báo công an thôi. Nhưng mà nó nói bận mà nó chưa có cho anh gặp mà. Anh có gợi ý với bên đó là anh sẽ chuyển khoản trước 2 triệu, rồi có ngỏ ý để gặp họ. Và có anh có nói là sẽ kêu gọi thêm nhiều người để vào ủng hộ trong quỹ từ thiện này. Bên đó đã đồng ý với anh rồi, và có hứa là tuần sau sẽ gặp mặt anh. Đến lúc đó chắc chắn là anh sẽ báo công an. Anh nói anh chuyển cho họ 2 triệu hả? Nhưng mà nếu như mà bên đó mà là hội từ thiện giả đó thì coi như là mình làm chuyện tốt. Mà nhưng mà nếu như mà là hội từ thiện thiệt á là rắc rối á nha. Em yên tâm, nếu bên đó là trung tâm thật, khi mình đã nói gọi lý do là mục đích của mình làm cái gì thì chắc chắn là họ sẽ thông cảm cho mình thôi. Em đừng có lo quá nha. Đời bây giờ thật giả nó lẫn lộn, người tốt hay người xấu mình cũng không lường trước được đâu. Cho nên cái gì á thì mình cũng phải điều tra và tìm hiểu cho rõ. Em hiểu không? Sau khi chuyển tiền, tôi có hẹn và gặp mặt những người trong hội từ thiện đó. Kết thúc buổi ngày hôm đó, tôi đã có đủ bằng chứng cứ để chắc chắn rằng những kẻ này là lừa đảo. Tôi vội lên cơ quan công an để trình báo. Sau đó, tôi lấy một lý do rằng tôi có một mạnh thường quân muốn gặp trực tiếp để dụ bọn lừa đảo ra mặt. Khi đó, các đồng chí công an đã mai phục sẵn và tóm gọn bọn chúng. Tôi cảm thấy rất vui vì điều mình làm. Nếu tôi không cương quyết thì sẽ có nhiều người bị bọn lừa đảo lợi dụng để trục lợi cho cá nhân.